tụi tôi cũng lựa của anh để anh làm cho nó bay lên em. Ok anh. Trời ơi, vậy nó bay còn gian nó tê tê gian điện giật rồi nè. Đâu 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 đâu. Bây giờ cưa nè, coi cái dèo nào mạnh nè. Bạn thích thì tôi chèo. Quấn cho bằng nhau vào cưa nè. Mày đúng không? 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 Hôm nay buồn quá, qua nhà Trang với Vinh chơi đi. Được đó, lâu rồi em chưa qua nhà Trang với Vinh chơi. Ít vô anh em ơi. Anh Trang với Vinh thấy gì kìa. Trang với Vinh ơi, mở cửa cho em chơi. Từ từ để em mở cửa. Sao bây giờ chưa nghỉ hè mà tụi em thả diều rồi? Tụi em thấy gió nhiều quá tụi em thả, cần phải nghỉ hè. Ừ, có gió nhiều quá, giờ có diều thả là đúng bài luôn á. Em có nhiều cái mầm là xịn sò chứ. Em thì có con diều phụng hoàng lửa nè. Em thì có con diều Hello Kitty nè. Tụi em có con diều xịn sò, còn tụi anh không có con diều nào hết. Ai nói không có? Mình có con diều mũ nè. Bơi lên con. Con diều ba mũ mà chơi cái gì, để mình về mình lấy con diều siêu to khủng lồ cho bạn xem nè. Nhà mình cũng có con diều để mình qua lấy chơi luôn. Này tụi con làm gì này, tập hợp đông đủ nhà cô vui dữ vậy? Tụi con thấy gió nhiều nên tụi con tính thả diều luôn. Tụi con nói đúng á, cô thấy gió quá tài luôn. Bây giờ ở nhà tụi con đứa nào có diều á tụi con đem tới đây đi. Cô dẫn tụi con với lại bạn Trang với bạn Vinh với bạn Tài đi thả diều chung cho vui nha tụi con. Tụi con che ăn cái làm cô nhức cái đầu luôn á tụi con. Thôi bây giờ tụi con về lấy diều đi, cô dẫn tụi con đi chơi nha. Tụi con đang đủ đi nhanh nhanh qua cô dẫn đi nha. Tụi con cho trình bày nè, dẫn tụi con đi nè. Rồi bây giờ tụi con có diều hết chưa nè? Con diều siêu to khủng lồ của bạn đâu rồi hả? Diều siêu to khủng lồ của mình á. Cái con diều này nhỏ hơn cái mặt của em nữa, siêu to khủng lồ cái gì? Con diều này nhỏ mà nó có vỏ là em cứ kinh thường nha. Wow, nhìn mấy con diều của tụi con á, con nào cũng đẹp và xinh xò á tụi con. Thôi bây giờ tụi con thả đi coi coi con diều nào nó bay cao nhất nha tụi con. Con phụng hoàng đen của mình là bá chủ ở đây. Thấy hàm răng con cá mập này chưa? Con phụng tuổi gì? Con cá mập đó cái răng mới giả không? Chắc mình sợ à. Thôi tụi con đừng tranh cãi nhau nữa, bây giờ tụi con thả diều ai bay cao hơn là cô biết liền à. Rồi bây giờ tụi con thả lên đi tụi con. Gió lên rồi đó. Mà mình không thả là gió quá trời luôn, còn cái lúc mà mình thả là gió ít sến. Ai có nhiều cái mập của em là cao nhất. Giờ mẹ thả giùm con chứ con có thả đâu mà con mượn. Chết cha, con diều này gói rồi. Thôi cưa luôn đi. Rồi chắc rồi. Ủa? Con diều này ba cao nặng quá nè. Đừng vuốt nậu nhau nha. Lại lên đây chúng nè. Mình kinh dương kêu với cá đâu anh. Ồ con gì? Con diều mình hết nhảy rồi, con diều mình bay cao nhất luôn đây. Con thả con diều mà tụi con làm gì hì hục kéo dữ vậy tụi con? Nó nặng lắm cô ơi. Mình chơi Maxi Bom cùng nhà luôn nè. Coi. Anh cha mấy anh ơi, con diều của em bị dướng dây rồi. Oh no. Trời ơi, nó có cái này chắc lát đứt nhậu quá. Học quan đây. Đập chưa? Rồi. Qua đây nè, qua đây nè. Ha, con phụng hoàng đen của mình Không có việc xí to của anh rồi. Bởi người ta kêu chết bị hấp mà. Quyền gãy ơi. À, cái con gì xí to cũng lộn của anh đó lên rồi Vinh ơi. Trời, con nghèo này nó bay cao quá nên em thấy nó chút xíu à. Con gì nó cho mình nghe e e luôn bạn ơi. Con gì này nặng quá, mình chạy vô đít cho an toàn thôi. Để mình cột luôn con gì này, con bay tới đâu nha. Ok ok. Cầm nha. Đúng mạnh quá. Trời, nó hấp gió không lên nữa rồi. Bung nhỏ khen bung nhỏ. Con diều cá mập của em bay đầm quá Vinh ơi. Con diều cá mập của em nó ăn no rồi, nó bay đầm lắm anh ơi. Hèn gì nó bay đầm quá. Rung rung kìa. Trời ơi, cái đuôi vậy nó bay nút lên trái luôn rồi. Yeah, con phụng hoàng lửa của mình bay cao quá, hết ngựa luôn rồi. Anh chơi bung nút luôn. Dữ. Con gì em bay mất tiêu rồi. Con gì của em nặng thiệt. Hèn gì em buông tay đúng rồi. Con gì của em anh thả hết nhỏ luôn rồi Vinh ơi. Sao anh chi liều vậy? Diều nào mạnh nè, bạn hết thì tôi chịu. Quấn cho bằng nhau rồi cưa nè. Và bây giờ chéo lại nè. Con gì mà? Cưa hoài mà không đứt trời. Cưa cái buổi trời mà hai diều nó rớt luôn. Thôi bây giờ gần tối rồi tụi con ơi, mình quấn diều về tụi con. Nãy giờ mới thấy con diều siêu to cũng lâu luôn các bạn. Tụi con xếp diều ngay ngắn là mình chuẩn bị về nha tụi con. Dạ. Chào các bạn.